Thu Trang và Nguyên Lâm rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình TV Shopping trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng, chị Thu Trang này, có phải rằng là các chị em phụ nữ thì rất là thích sử dụng nước ép để có thể giảm cân này và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể đúng không ạ? Vâng, chắc chắn rồi ạ. Nước ép là món đồ uống mà tôi rất là yêu thích. Tuy nhiên khi mà lựa chọn mua nước ép ở ngoài tiệm ấy thì tôi lại cảm thấy rất là lo lắng với vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thật may là nhờ bạn bè giới thiệu thì tôi đã biết đến Hurom, và giờ thì gian bếp nhà tôi đã có một em máy ép Hurom H400 như thế này đây. Thật sự rất là hài lòng anh Nguyên Lâm ạ. Dạ vâng, chị Thu Trang thân mến, nhìn thiết kế thì chúng ta thấy rằng là vô cùng sang trọng phải không ạ? Màu sắc thì trang nhã, trẻ trung, và khoang chứa bã được gắn liền với máy mang đến một cảm giác gọn gàng và rất tinh tế nữa đó ạ. Vâng, thưa quý vị, nếu ai là tín đồ của đồ nội trợ nhà bếp thì chắc chắn là sẽ đều biết đến thương hiệu máy ép trái cây chậm Hurom nổi tiếng tại Hàn Quốc và được các bà nội trợ tin dùng. Máy ép Hurom H400 thì chính là sự kế thừa và phát triển dựa trên những ưu điểm về thiết kế của H200 và trục ép All-in-One của H300 đã nhận được đánh giá rất cao trước đó. Hurom đã tạo nên chiếc máy ép chậm gần như hoàn hảo mang tên H400 này đây ạ. Máy ép chậm H400 có thiết kế trục ép với hai linh kiện tách rời có thể lắp vào, tháo ra một cách dễ dàng. Khoang tiếp nguyên liệu rộng, dung tích lớn, đảm bảo được việc bỏ tất cả các nguyên liệu vào cùng một lần và không phải cắt nhỏ gì hết. Miệng tiếp nguyên liệu thì có thể bổ sung trong lúc máy đang hoạt động nữa. Bên cạnh đó thì Hurom H400 với công suất 150W kết hợp với công nghệ ép 90 vòng giúp H400 ép kiệt nước trong rau củ lên đến 98%, đồng thời giữ lại tất cả các dưỡng chất, enzyme và hương vị tự nhiên có trong trái cây rau củ. Chỉ với công suất 150W, máy hoạt động hiệu quả, khả năng giảm thiểu tiếng ồn tối đa, đồng thời trong quá trình ép có tính năng tự nhận biết kẹt bã để đảo chiều, nên là khi sử dụng thì gần như quý vị có thể làm việc khác để máy có thể tự hoạt động ạ. Thêm nữa là nút chặn bã có thể tháo mở, rất dễ vệ sinh ở đầu đẩy bã, giúp vệ sinh sạch nhất, tránh việc vệ sinh không hết sẽ tạo ra vi khuẩn có hại cho sức khỏe của người dùng. Hurom H400 được chế tạo từ chất liệu nhựa titan cao cấp, không sinh nhiệt, không gây biến đổi chất trong trái cây, rau củ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, không như các loại nhựa có giá thành thấp trên thị trường. Tất cả các sản phẩm của Hurom thì đều được chính hãng bảo hành lên tới 10 năm như một lời đảm bảo về chất lượng, đồng thời mong muốn giảm chất thải nhựa ra môi trường. Quý vị thân mến, hiện tại thì thương hiệu máy ép chậm Hurom được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Đồng Tâm nhập khẩu và phân phối độc quyền chính hãng tại thị trường Việt Nam từ năm 2024. Và đây cũng chính là đơn vị sẽ tiếp nhận bảo hành, xử lý các vấn đề liên quan cho sản phẩm của thương hiệu tại Việt Nam. Vâng, và để sở hữu sản phẩm máy ép chậm Hurom H400 chính hãng với giá ưu đãi nhất trong dịp hè này, quý vị có thể đặt mua sản phẩm trực tiếp qua những kênh sau. Thứ nhất đó là website hurom.vn, hoặc quý vị có thể gọi đến số hotline 0705456567 hoặc 1900 9056, hoặc quý vị có thể truy cập vào fanpage Hurom Việt Nam, hay có thể mua hàng trực tiếp tại showroom số 136 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Và tới đây thì thời lượng của TV Shopping tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Nguyên Lâm và Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.